Kênh Cần Thơ Ký Sự kính chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay kênh cũng đến giới thiệu cho cô chú anh chị ở địa bàn Cần Thơ mình một cái điểm du lịch nếu quý vị. Hoa Viên Thành Đạt. Thành Đạt Hoa Viên, nói chung là cái mình search trên mạng thì cũng có cái tên này ha, Thành Đạt Hoa Viên. Ở đây có dịch vụ ăn uống để lưu trú rồi đó quý vị. Nói chung là đầy đủ các dịch vụ ha. Địa bàn phố Cần Thơ mình đến buổi sáng thì có điểm tâm rồi ha, cà phê rồi đầy đủ. Rồi khách ở phương xa đến đó quý vị, mình vẫn có chỗ lưu trú luôn ha, qua đêm luôn ha. Thì cái thông tin cụ thể như thế nào đó mình sẽ vô gặp của nhân viên ở đây để giới thiệu nha quý vị. Trên kênh hôm nay giới thiệu cho quý vị là cái điểm check-in tại thành phố Cần Thơ, Thành Đạt Hoa Viên. Phục vụ cho các bà con cô chú ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận có thể lưu trú qua đêm luôn. Rồi xin mời quý vị, chúc sức khỏe quý ông bà cô chú anh chị, sức khỏe ha. Rồi xin mời. Trà ly nước ngon quá ha. Dẫn chị vô cái quán này cũng ấn tượng đó nhở. Đi từ đầu vô là chị thấy cây cối đồ cảnh trí nói chung là nó rất là xanh mát, chị chịu. Ở đây thì là chỉ cà phê ăn sáng thôi hả ta? Dạ, mình có thể đặt tiệc nữa chị, có phòng họp nữa, còn có khách sạn nghỉ ở lại nữa. Ở bên kia thì chị thấy là có cái khu cho con nít chơi nữa hả? Dạ đúng rồi, ở đây có khu vui chơi dành cho mấy bạn nhỏ nữa. Tại thường thường những cái khu như vậy á thì là sẽ thích hợp cho những gia đình tới lui á chị, nên sẽ có dắt theo mấy bạn nhỏ thì nó sẽ có chỗ cho các bé chơi hơn. Dạ đúng rồi. Rồi quá, công viên này quá chừng rộng rồi, mà mỗi một góc thì chị đều thấy là bà chắc chủ quán người ta cũng rất là yêu cây xanh hay gì đây. Chị thấy góc nào cũng có hoa, rồi cũng có cây, rồi cũng có, nói chung là hơi bị đẹp đó. Dạ đúng rồi cô, ở đây là em hay biết đó nha, là ở đây có cô thích những cây xanh, cô cảm thấy nó trồng như vậy thì nó sẽ mát, đây là cái mát cho mình. Đó, nội trên bàn của mình là mình thấy là đó, để nhẹ như vậy là đã thấy tươi mát rồi ha. Dạ. Rồi còn nãy giờ là kêu đồ uống rồi đó, nhưng mà chưa kêu thức ăn nha. Dạ. Rồi bây giờ để tí xíu coi chị coi đồ ăn đó làm sao. Dạ. Nha. Yeah. Đây. À, bây giờ mình lựa món hả ta? Dạ. Giờ mình ăn món gì đây ta? Thường thường thứ bảy chủ nhật á em sẽ ăn là mấy món đặc biệt ở đây. Mấy món chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thôi. Wow, vậy hả? Là món gì? Bên đây là chị. Cái này nó sẽ bán theo như của khách mình muốn á, là nó sẽ bán tùy tuần á, là thứ bảy chủ nhật là sẽ có mì dịch tiền da giòn nè, bún chả ốc, bún chả mực, bún bò Huế, bánh canh cua á chị. À, còn nhiều khi còn có bún cá nữa. Bún cá, dạ. Bún cá, bún mọc. Thôi bây giờ chị thử chị ăn bánh canh cua đi. Dạ được. Nha, yeah, mà như vậy thì là để chị thử coi tí xíu nữa, coi món này ăn thưởng thức coi làm sao. Dạ. Nha, yeah. Rồi. Rồi, vậy là mình kêu bánh canh cua. Dạ. Anh Thái ơi, đây là bà chị của em, bà chị Thánh em, Nam Dũng Lady, ăn xéo uống cà phê á anh. À, chào chị. Nãy giờ em ăn món bánh canh cua bé này giới thiệu là thấy cũng hấp dẫn lắm rồi đó. Dạ. Thì hồi nãy bé có nói là ngoài cái món bánh canh cua này là mình sẽ còn cái món gì, mì dịch tiềm da giòn á chị? Mì dịch tiềm da giòn chị. Cái món đó nó đặc biệt sao ta? À, nó có mì thì mình sử dụng cái mì tươi á, cho nên nó rất là ngon. Với lại cái dịch của mình thì mình quay ở đây, rồi sau đó mình đem bài biển ra dĩa, nhìn thấy rất là đẹp, khách hàng ăn rất là thích, và nhiều người rất là thích chọn cái món đó đó chị. Đặc biệt là cái da hay gì mà ta để mì dịch cái da nó giòn. Được rất là giòn, chị chiên ăn rất là giòn. Như vậy là được hai món giới thiệu cho, tại vì chị đến đây thì chị thấy cũng rất là thích cái không gian ở đây á, do đó là sẵn là hỏi luôn để mai mốt mà dẫn khách lại giống như cưng dẫn chị vậy đó, thì cũng thấy là sẽ thích hơn. Ngoài cái món mì thì còn cái gì nữa không nhỉ? Ngoài ra còn có cơm sườn, vậy cơm sườn rồi bò bít tết, bò lúc lắc, hay là những người khách Tây thì người ta thích ăn nuôi sò bò, một số món ăn Tây nuôi sò bò hay là mì sò bò.
thực đơn thấy rất là nhiều món luôn á. Dạ. Là ăn sáng cà phê không hay là tiệc tùng đồ gì không? À, ngoài ăn sáng cà phê bên em còn có tiệc phục vụ tiệc cưới rồi tiệc sinh nhật. Ngoài ra còn có cái dịch vụ lưu trú phòng nghỉ. Bên em thì được kinh doanh được khoảng 30 phòng thì cũng thường xuyên full phòng đó chị. Khách xa thì cũng thường ở lại đây, hoặc là khách Tây á, người ta có những cái khung cảnh lãng im lặng đó thì người ta thích ngồi ở đây. Nói chung là nãy giờ thấy không gian là thấy thích rồi đó. Rồi hỏi bé này thấy có phòng hợp nữa nè, rồi thấy có chỗ chơi con nít nữa nè. Đó, rồi như vậy thì nếu mà khách của chị lưu trú là ví dụ ở bao lâu, check in bằng cách nào hoặc là book phòng như thế nào? Bên em có hai cách. Một cách là mình book online trên cái trang như là Booking hay là Agoda. Rồi ngoài ra thì có những cái khách đoàn thì người ta cũng có những cái hợp đồng để liên hệ với khách sạn mình để đặt qua trực tiếp qua phone hoặc là vào trực tiếp khách sạn mình để đặt. Còn không là lên website rồi cứ gõ là Thành Booking. Đạt. Dạ, Thành Đạt Resort. Thành Đạt Resort. Dạ. Cần Thơ. Đúng rồi chị. Vậy là lên cái trang đó rồi cứ book vô. Dạ. Còn nếu không thì có gọi điện trực tiếp, có cái số điện thoại trực tiếp trên đó luôn. Số điện thoại trực tiếp luôn đó chị. Chị có thể liên hệ. Cứ gõ Thành Đạt Resort. Dạ. Cần Thơ. Dạ. Là sẽ lên. Sẽ hiện. Quá trời ha. Dạ. Nãy giờ là nghe giới thiệu quá chừng luôn nè, mà nhìn không gian thì thấy rộng. Bé này nói là còn có khu vui chơi chị. Khu vui chơi cho các bé ở phía sau, rồi có vườn thú đồ cho các bé ở phía sau nữa. Dạ, đúng rồi chị. Nhà ngoài dịch vụ cho người lớn thì cho em đi cùng thì cũng có những cái dịch vụ cho các em chơi như là bóng gỗ hay là leo trèo rồi đá banh này kia cho mấy đứa nhỏ chơi. Đi ví dụ như từ Hà Nội chị vô đây, chị dẫn khách từ Hà Nội vô đây thì đi đường sao ta? Mình đi tới ngã tư Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt, mình quẹo phải cặp bên cầu Gạch Ngỗng đó thì có cái đường đi thẳng vô, thì thẳng vô đó là Thành Đạt Hoa Viên. Cũng tiện ha. Dạ. Tại vì từ sân bay nè có thể là ghé Đình Hùng một chút ha. Dạ. Biến Đình Hùng ha, rồi sau đó là đi về cái khu vực ở đây, bắt đầu cho khách xuống đây ăn uống đồ được rồi. Dạ. Ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi lưu trú ở đây luôn. Dạ. Rồi xong rồi đến tối thì có thể là bắt đầu từ cái khu vực của mình thì có thể di chuyển đi chơi ở những cái vùng khác ở Cần Thơ. Dạ, không? Mình có thể đi ra Bến Ninh Kiều cũng gần đó chị, mình đi khoảng 3 cây số là tới Bến Ninh Kiều rồi. Đây mình quẹo ra Bến Ninh Kiều khoảng 3 cây. Với khi mà mình có đi tụi mình chỗ mình gần những cái bệnh viện với trường học như Đại học Y Dược, Đại học Cần Thơ, khi mà có công tác ở cái đó hoặc là đi học hoặc đi thực tập này kia thì mình có thể lưu trú ở đây thì di chuyển qua đó rất là gần. Thấy cũng tiện đó. Còn nếu như khách ở Sài Gòn xuống thì sao ta? Sài Gòn xuống thì mình đi xe thì vừa qua cầu Hưng Lợi đó. Giờ qua cầu Hưng Lợi mình đi thẳng tới lên đường 91B thì mình quẹo phải. Quẹo phải tới cây cầu Gạch Ngỗng là cây cầu đầu tiên luôn, thì mình quẹo phải là vô ngay Thành Đạt của mình. Nó cũng rất là dễ. Wow. Ở đây thì có dịch vụ xe đưa đón hay là cái gì, hay đón khách hay là gì không ta, hay là khách sẽ di chuyển xe đường sao? Dạ, hiện tại thì khách sẽ di chuyển xe thôi chị. Em cũng tính làm cái phần đưa đón, nhưng mà hiện tại thì chưa. Chỉ có mình cho khách để vô di trú ở đây thì mình sẽ cho thuê xe Honda đó để khách người ta đi vòng vòng cái khu này chơi. Okay. Yeah. Nếu mà ở dịch vụ phòng ở đây thì tất cả ăn uống đồ là mình phục vụ trên cái khách phòng, trên cái khách sạn phòng á thì người ta sẽ được một cái giấy ăn sáng, còn lại thì người ta có thể đặt ăn trưa ăn chiều thì người ta đặt cái phần đó thêm, còn mình sẽ bao gồm cái ăn sáng uống nước cho người ta ở đây. Dạ. Không gian rất là đẹp. Theo chị nghĩ thì là các cái bạn mà di chuyển mà ở lưu trú ví dụ như xuống đây công tác hay là gì là ở đây là chị thấy êm nè, phải không? Không gian rất là thường đẹp. Cuối năm thì có người ta đặt tắc niên hay là tổng kết cuối năm rồi này kia đó, những nhóm như khoảng 10-20 người, hoặc là bình thường mình đi làm mình đi họp rồi này kia cần một cái không gian yên tĩnh để mà họp, mà nó được vừa sân vườn mà vừa có đầy đủ dịch vụ thì người ta sẽ vô đây để mà họp. Dạ. Nói chung là chị thấy ở đây các không gian sân vườn rất là ok, bởi vì cây á, cây cối đẹp quá mà xanh mát nữa. Thôi mời chị đi coi cây cảnh xung quanh. Tí xíu chắc chị đi một vòng để chụp hình đó nhở. Chụp hình check in ở những cái địa điểm đẹp đẹp ha. Ok. Cái cảnh như vậy hả? Không có check in ở chỗ này. Chỗ này chị thấy đẹp nè. Bây giờ hai bên nào cũng được. Bên này đi ha. Dạ. Xong rồi phải không? Cho cô vô với hai chị em tự sướng đi. Hả? Trời, tao quên. Rồi.
1, 2, 3. Đổi kiểu. Đổi kiểu hả? Bây giờ làm sao đây? Đây đi, đây đi, đây đi. Yes. 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Bên kia cũng đều quá hé. Đó, một dạ. Cái, một hình vậy là xong rồi đó, khu khác. Rồi, hai chị em di chuyển tiếp nào. Chắc giờ Cương dẫn nè, Cương dẫn chị đi qua đây. À, rồi. Đường này mình sẽ xuống được khu vui chơi của mấy bé nhỏ hả chị? À, thấy hả? Dạ. Còn nếu mà đặt phòng khách sạn thì mình sẽ đi lên bằng đường này. Bên này là dãy của khách sạn ở. Dạ đúng rồi. À, bữa nay chị thấy khách cũng đông quá ha. Dạ đúng rồi, tại chủ nhật thường thường là thứ bảy chủ nhật hoặc là ngày lễ Tết thì ở đây sẽ rất là đông. Có thể Hoàng bây giờ để chị dòm cái dịch vụ lưu trú phòng thì chắc là nữa mình đây. À có nghĩa là nguyên cái khu vực bên này là lưu trú hết trơn đó hả nhỉ? Đúng rồi. Yeah. Mình có thang máy đi lên nữa chị cho tiện cho khách. Yeah. Rồi chị thấy ở cũng yên tĩnh ha. Yeah. Chỉ có là thứ bảy chủ nhật là đông khách như vậy thôi phải không? Dạ. Yeah. Đâu chị dòm cái khu vui chơi của các con cái con. Yes. Hay là đi ra phía sau luôn ta. À đây đi. Trời ơi, đây nè, thấy không? Thấy bà chủ chịu khó ghê không? Dạ, đúng rồi. À, cây xanh đẹp hết sức. Nguyên cái khu vực này thấy khách cũng quá chừng đông. Rồi, đây, thiết kế cũng hay ha. Tự nhiên cái sen bàn đây, cái cho được cái bàn, bàn ngồi trên nước. Wow, đó bởi vậy ta khoái. Ai thiết kế được cái này cũng được. Thấy cái danh bàn này cũng thấy thích quá trời. Phải có được mấy đứa nhỏ vô đây nha. Ôi, chào con. Chào con. Hello cô đi, say hello. Trời ơi, có được mấy cái con thỏ thấy thương quá ha. Rồi đi nha. Bây giờ cô đang đi tham quan đây. Yeah, đây khúc sau này cũng đẹp. Khách thì đông. Đi đường nào? Đi đường này cho thấy. Đi đường này ha. Ở phía sau mình có một cái khu chụp hình đó chị, dành cho người lớn nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi chắc đi lên đó luôn. Chiều bạn bè chiều anh chị bạn bè mà muốn học hoặc là tới đây kiếm chỗ mỹ tỉnh làm gì đó mình có thể chỉ lên lầu mình có phòng lạnh luôn. Ừ. Sao để mình đi đây chậm chậm chờ ấm. Wow. Hết cái không gian này luôn rồi ha. Chỗ này cũng có thể chụp hình được nữa nè nhỏ. Dạ đúng rồi. Oh, yes. Đây đi. Ta nhờ cứ ta lưu niệm lại một tấm nữa ha. Dạ. Nào bây giờ chị đứng đâu? Đứng đây hả? Sao đây? Qua bên này đi hả? cô đang xin chụp hình nha con ha. Sao cho đẹp đây? Ây dạ. Trời ơi, không nói thì bữa nay tôi mặc đồ thấy gớm quá. Rồi, hơi nắng nghe. 1, 2, 3, rồi. Rồi. Đổi kiểu nha. Rồi, thôi kiểu màu thôi. Okay. Nắng quá. Nắng quá. Rồi, đi lên trên này luôn nha. Wow. Cái sảnh này là sảnh hội nghị hả ta? Đó, dạ, thấy cũng rộng quá. Cũng được, làm phòng họp cũng được luôn chị. Yeah, đó, được quá. Thôi bây giờ không mấy giờ mình đi lên lầu mình coi cảnh đẹp ha chị. Rồi, ok, đi đường nào? Đây. À, đây còn nguyên cái khu vực ở trên lầu cũng đẹp quá nè. Ở trên lầu thì sẽ là không gian yên tĩnh đó chị. À, rồi đi đi nhỉ.
Ôi, cái view này yên lặng quá nhỉ. À, tuyệt vời. Rồi, đây. Đây. Đây mình nhìn wow, đây. Trời, mát quá. Ở đây coi là có thể nhìn ra sông luôn. Ra bờ. View quay ngược lại được. Đây nè, bên này nhìn đó, nhìn qua bên kia là thấy cầu. À, chỗ đó là cầu Rạch Ngõng phải không ta? Dạ đúng rồi. À. Đó là cầu Rạch Ngõng. Rồi. Bên này bọc qua là tới đâu ta? Bên này để chị dòm thử coi ngay cái khúc được. À. Hẻm 51 phải. Dạ đúng rồi, hẻm 51 á chị. Rồi. Đó. Rồi. Thôi giờ đây. Chụp hình đây cái nữa nha. Dạ. Cái nữa. Rồi ha, lấy view. Đẹp đẹp, trời ơi, nãy giờ ta có một xe kiểu à. Một xe kiểu à. 1 2 3. Rồi, lấy đường view. À, bên phòng bên đó hình như là chắc cũng phòng kiến nữa phải không ta? Dạ đúng rồi, phòng kiến cái đó là phục vụ cho máy lạnh đó chị. À, đây đây để chị. À. Nào. Trời ơi cái này cũng yên tĩnh quá hì. Hả? Không, cái này nói chung là chắc giống như là nó đang xây sẵn gì nè mà nó chưa biết khai thác sao đúng không? Dạ. Có sinh viên hay là gì lên đây chưa? Dạ có một số anh chị vô đây kiểu như muốn học tập mà không gian yên tĩnh mà kiểu giống như là uống trà sữa hay gì thì mình có thể lên đây được. À đúng lên rồi. Lên đây không gian rất là yên tĩnh, còn có máy lạnh nữa chị. Máy lạnh mà gió trời như vậy là thấy thích nè. Đó, trời ơi ngồi ở đây chắc đã đời luôn quá ta ơi. Đó, có bằng nghe sung sướng. Ngồi đây thấy cũng thích ha. Dạ. Đây. Đúng rồi. Để cho ông quay chút nữa. Đây. Mát. Đây chị. Trời ơi, đó. Coi nè. Trời ơi, đã đợi. Sướng vậy ta. Bây giờ chỗ này, đúng là chỗ này nếu mà cà phê rồi hơi bị chiêu nha. Ấm nha. Nói trên đây còn có mở đèn yeah. Đó chị. Có mở đèn luôn phải không? Dạ, đó, rồi. Bởi vậy cái không gian này quá trời ngon lành. À. Không nhìn thấy thích. Ở đây đâu có cần phải mở máy lạnh đâu, đẩy cửa ra một cái là nó mát. Dạ, vừa xong luôn quý vị. Đó. Rồi coi nè. Đó, cái view này ngay xong mà tới tối cái đường này đẩy ra đường 51 hay gì? Dạ, hẻm 51 chị, cái khu mà bờ hồ sáng, hồ bún sáng á. Hồ bún sáng. Ở phía sau luôn đại học Cần Thơ. Cái khu này quá trời rộng mà. Ủa, phía dưới này thì nó có cửa vô không ta hay là phải đi từ đường phía bên kia? Ở dưới này cũng có cửa đi vô nhưng mà bên này em biết đó là không có bao giờ giữ xe phía bên này nên mình phải đi bằng cửa đi bên cửa kia. Bên chứ. Kia. Nếu mà đường này nè, ngay đường đi hẻm 51 thì leo lên quán cà phê ở đây dành cho tuổi teen cũng rất là hay. Dạ đúng rồi. Đúng không? Wow. Còn điểm nào nữa không? Còn ở phía sau á, phía sau là gì sở thú phải không? Dạ vườn thú. Đi luôn đi. Bây giờ mình đi vườn thú coi nha chị. Dành cho mấy bé nhỏ. Đó, mấy em nhỏ vô đây chắc khoái chí tử. À, đây cái khu vực bếp. Cái này khách du lịch đặt cũng được nữa nè.
có nghĩa là khách đoàn, tại vì cái không gian của nó rộng, do đó là nó sẽ có thể phục vụ cái số lượt người cũng cũng đông. Dạ đúng rồi. Thấy không? Theo chị là tối đa là phục vụ được. Mà không, nói chung không gian này rất là thoải mái. Đó, như là bạn bè mà ngồi hội họp vậy cũng cũng rất là thích. Nói nhỏ, có thể chơi tô tụ hoặc là tô chơi cát nữa chị. À, đây là cái khu vực của mấy em nhỏ đó, có thể chạy xe đạp. Dạ đúng rồi, có thể xe đạp luôn. Chạy xe đạp, rồi tô tượng, rồi xong rồi mới đi qua đây. Dạ. À, thích nhỉ. Ông nãy giờ ông quay sau lưng mình, quay tới không hả? Ông quay được đường nào không biết. Rồi. Đó, đây, ôi thiệt là không, nói ngay giờ chị thấy ở chỗ này là được có một cái là cây xanh, thấy ngon lành. Dạ đúng rồi. Hồi nãy nếu mà quay qua view bên này là của khách sạn rồi, thì giờ view đây là cây cối ha. Dạ. Ôi đây nè, trời ơi, thiệt là thích nữa. À, nhà xe hả? Có xe đậu thiện hồi quành ra nha. Bây giờ vô đi vô cái chỗ chơi của mấy bé nhỏ đó. Ừ. Đây nè, trời ơi, chơi trên đó mấy em có phi thuyền. Wow, đẩy đi con, tự nhúc nhích được không? Đúng rồi, tự nhúc nhích. Ôi wow. Yeah. Oh. Rồi, đây mình sẽ đi qua đây. Nếu mà nghỉ ở đây thì đúng là đi qua đây rất là nhiều tiện ích nè. Có chỗ chơi, có sân vườn, có khu vực ăn uống, lưu trú đều rất là ổn ta. Nãy chị quên hỏi ông chủ về giá phòng tầm khoảng nhiều. Chắc ở trên trang website là có, chắc trên trang của nhà hàng á. Dạ. Hy vọng là có. Mà nếu không có thì mình nhẹ nhẹ là mình cứ inbox vô hỏi là bé sẽ trả lời liền cho mình. Đúng rồi. Hồi nãy chị cũng có sợt thử thì chị thấy giá cũng đang được cao đao á, đang được giảm giá. À, ở đây tận khu vực xích đu nè chị. Xích... Yeah. Đây. Không, cái này là mình đang tận dụng để xe đó hết chứ. Vô đây đi, tôi đang làm review đâu. Con giới thiệu cho cô cái khu này có thể chơi cái gì coi. Khu này có thể chơi xích đu. Xích đu rồi chơi cái gì nữa? Dạ, chơi xích đu rồi chơi đá banh rồi chơi leo trèo. Chỉ đâu chơi xích đu là chơi đây đấy ha. Mấy em nhỏ là có thể lên đây. Trời ơi, chơi đường đó này gãy rồi nè. Rồi chơi đá banh bên này. Thấy mấy cô cái cây này cũng lạ đời quá ha. Phải nghiên cứu, cái bông nó rất là ngộ nghĩnh. Cô chủ trong đây là khóa sưu tập những cây hoa lạ. Vậy hả? Dạ. Không, đúng rồi đó, nhìn kìa cái bông nó ngộ lắm đó. Dạ. Thấy không? Không biết là cái cây gì phải chi mà cổ để được cái tên. Cái tên của cây này, cây kia, cây nọ. Thì mấy bé nó giống như là nó khám phá luôn cái vườn sinh vật. Con có biết cái cây này tên gì không? Dạ, cái cây này tên là cái cây... Mai mốt là phải để cái bảng tên để cho mọi người tìm hiểu nha. Chứ cái hoa này nó rất là lạ lẫm nè. Hình như cây này mới á chị. Nên không có tên đấy, thường thường keo ngoài kia là sẽ có tên. Giống cây artichoke. Rồi dạ. cây chùm đây là cây gì? Dạ, cây hoa giấy. Không, hoa giấy. À, nó là một cái giống hoa giấy mới hả ta? Dạ. Sao nó ngộ quá vậy? Nói chung cái lá thì giống hoa giấy nè, nhưng mà đây nè, đó cái bông nó rất là ngộ nghĩnh. Có mầm cây, có mầm ngon luôn. Nó lên mầm hả? Dạ. Mầm của cây nào trời ơi? Ủa, cô còn dạy MC nữa không cô? Còn, học trò của tôi đó. Ôi ôi, rồi dẫn cô đi tham quan tiếp coi. Bây giờ là mấy em lại đây chơi đây được là cái... những con vịt. Đây là những con vịt hả? Đâu? Đây. Cô không thấy. Đây ở qua đây. Có thể thấy nè chị. Đâu? Đứng đây hả? Đâu giới thiệu cô coi, con này là
Dạ, vậy con... là mấy em nhòm chắc khoái dữ rồi ta. Con công, còn ở trong đó là con chim chỉ. Vậy hả? Ôi. Ôi đẹp quá. Công Việt Nam hay công nước ngoài? Dạ con Việt Nam. Công Việt Nam hả? Dạ. Thế con có thấy ở đây là nuôi làm sao không? Mấy cô chú nuôi em hai em này làm sao không? Dạ nuôi đó là sáng sớm là phải cho nó ăn rau. Dạ. Rồi sao nữa? Với lại cho uống nước. Vậy hả? Ăn rau. Rau rồi, thức ăn đó là gì? Dạ rau. Rau. Rau, rau là một ngày cho ăn mấy quận? Dạ buổi sáng với buổi chiều. Sáng với chiều thôi nuôi cũng dễ quá ta. Ủa ăn rau xanh không vậy hả? Công ăn rau không hả? Này giống như là ăn chay vậy. Cũng có ăn trùng nữa. À, có để giun đất vô cho nó ăn nữa phải không? Ờ. Giun nó có nhiều dinh dưỡng hả? À đây có để bảng chim công nè. Đó nói chim chỉ. Công với chỉ là khác nhau làm sao? Con công bự hơn con chim chỉ hả? Bây giờ cô thấy con công là đuôi dài hơn nè, con chim chỉ nó có xòe đuôi được không? Dạ không. Không, nó chỉ gì thôi. Con có tìm hiểu đặc tính của hai con này không? Dạ không. Không hả? Rồi tiếp tục con gì? Đó là gì vậy? Cũng con chim chỉ luôn. À cho ăn lúa nè, cho nó ăn lúa phải không? Gạo. Gạo. Chứ tưởng đâu là phải nuôi mấy em khó hơn chứ là nuôi mấy. Dạ. Có một cái không gian rất là đồng quê hỉ. À. Ôi cái này có mấy em nhỏ vô là chắc khoái chí lắm nè. À. Hồ gì? Hồ Cát Tra. Cát Tra hả? Dạ. Ừ. Rồi thấy có gà nữa, nuôi gà nữa hả? Ôi, có khi nào con xuống bơi xuồng không? Dạ có, xuống bơi luôn chứ không phải bơi xuồng. Xuống bơi luôn hả? Bơi trong hồ này luôn hả? Dạ. Ôi. Đây là cá tra trắng và cá tra bò. À. Cá tra trắng và cá tra bò. Ờ. Ông bà cho xuống đây luôn hả? Dạ. Có xuống bắt cá không? Dạ không. Chứ... Có lỗi không? Biết loại không? Biết loại không? Dạ biết. Chứ nước từ sâu khoảng 2 mét rồi. 2 mét hả? Dạ. Ôi cá nó nổi lên kìa. Đó. Cô biết giờ sao không biết luôn. Sao? Giờ hổm rồi lặn xuống lấy thước đo. Lặn xuống lấy thước đo luôn hả? Là biết là độ sâu là 2 mét luôn hả? Dạ. 2 mét. Mình có cho cá ăn hả? Dạ có. Thế là có cái bọc thức ăn rồi bạn nào muốn thì rải cho em cá ăn được phải không? Đó cá nổi lên kìa. Có cái sen cầu bên này nè, đó là leo xuống xuồng không? Còn mấy cái còn mấy cái cá cái chai trắng với lại cá cha bò gì đó là ăn gì? Vậy hả? Dạ. Yeah. Ôi, đây để cô dòm coi. Ôi, đừng ra chừng nó yếu. Ở dưới là kìa. Vậy hả? Cái cô thấy cái đuôi đó không? À. Cá cha bò. Ở đây là nếu mà khách ở ngoài xuống là người ta được leo lên xuồng không? Dạ được. Được hả? Đã ta. Nhưng mà 2 mét thì hơi lo nha. 2 mét là chỉ có người lớn mới được xuống thôi, con nít không được xuống rồi. Hoặc là phải có áo phao cho em. À đây vẫn còn chuẩn bị cái không gian vườn ha. Hết rồi đó chú ơi. Còn chỗ nào đâu, giới thiệu cô chỗ nào? Còn này chắc hết. Cái này chỉ còn có. Đợi con chút luôn. Được. Ở phía sau đó còn không? Dạ không. Vườn lan của anh. Ờ vô vườn lan. Vườn lan của chú. Đến đây có chỗ để ngồi. Vườn lan của chú. Chú thích cây lắm. Đó. Ở đây có trồng rau xanh nữa. À đây nè. Ở đây là nói chung là nếu mà theo chị nghĩ vậy nè, nữa làm cái vườn vậy cho các bé có thể đến đây để mà trồng rau luôn. Dạ. Mỗi một cái gia đình là nếu mà được á, nguyên một cái không gian này là rất là sân vườn mà rất là đồng quê luôn nữa. Cứ mỗi một cái gia đình. À ok, trải nghiệm cho cá ăn. Thôi.
Khoan, đi bên kia hay là bên này nó ăn không con? Đã đứng ngay cầu đây đi. Thử không? Wow, từ từ thôi. Sao nó không bơi lại? À. Đây là cá thể tự. À. Con cá uống của cá. Ôi ôi. Ông bắt đầu ông nổi lên cơ kìa. Ôi cái mỏ ông quá trời. Yeah. Ông già. Ăn cũng rất là từ tốn he. Bên kia mấy em cá nhỏ nhỏ. Ôi cá này bự quá rồi, đâu có bắt lên hả ta? Dạ một con là từ 6 kg đến 10 kg. Dữ vậy hả? Hình như tiệc ở trưa nay là nếu mà tiệc mà mình đặt cá tai tượng hình như là ở đây sẽ bắt cho mình luôn chị. À, bắt từng ký cho mình. Bắt căng luôn. Trời ơi cá tai tượng bự quá trời bự. Từ 6 đến 10. 6 tới 10 kg luôn. Sao con biết? Dạ hổng bắt được con cân. Bắt. Sao bên này nè, mày gọi cho mấy em cá nhỏ bên này đi. Cá nhỏ bên này ăn không? Cá bên này là cá gì? Dạ cá rô phi. Rô phi. Rồi nó ăn không? Sao thấy nó từ tốn quá à? Ôi ôi có cá liềm kìm nữa. Dạ em nghe nói là cho ăn vào buổi sáng và buổi chiều chắc sáng ăn no rồi đó. Sáng ăn no rồi nó không thèm nữa. Ôi. Đó. Ăn không? Hết chưa? Cũng hết rồi đó, thức ăn nó cũng trôi qua hết trơn rồi đó. Đó, ở đây nếu mà theo mình nha. Cá cha. Ôi cá cha trắng kìa, quá trời bự luôn. Cá cha trắng rồi còn mấy bên kia cá ở sau dưới là cá cha bò. Cá cha trắng với cá cha bò. Dạ. Rồi mấy em nhỏ nhỏ đó con biết là cái gì không? Nó mấy em cá nhỏ nhỏ đó là cá gì? Cá rô phi vậy? À. Vậy là trong hồ này mình cho nó sống hòa thuận với nhau dữ vậy ta. Cá tai tượng nè, cá tra trắng nè, cá tra bò nè, cá rô phi nè, cá gì nữa? Trời ơi, đó còn có cái cối xay nữa. Ôi, ai thiết kế cái nhà có cái cối xay rồi có rơm rạ gì nữa ở đây ta? Ừ. Mai mốt để thêm cái bếp củi vô nữa nha. Không, nguyên cái khu vực này phải làm theo kiểu như là vườn ở quê á. Hả? Vườn ở quê á. Ừ. Có nghĩa là trồng rau nè, bắt cá nè, rồi vô á là có cái nhà chòi nhỏ nhỏ để mà nấu ăn nhẹ nhẹ luôn là rất là hay. Vậy là vô buổi sáng hay tham quan cũng nhiều chỗ ha. Ừ. Vừa điểm tâm mà vừa có cây xanh luôn. Thấy có vườn lan bên đó nữa đó, quá trời nhiều loại lan đẹp, chắc chú giới thiệu lan. Chú giới thiệu nhiều. Đâu mình dòm thử cái ta. Quá wow. Nhìn vườn lan thấy mê quá. Còn ở đây hồi trước mới có nhiều cá tra bò rồi. Hồi trước mới có nhiều cá tra bò. Đang làm hướng dẫn viên. Yeah. Đang làm đâu con giới thiệu cho khách ta coi cá tra không à. Hướng dẫn viên chỉ giới thiệu đây là những lá lan. Cây cảnh rồi đâu cái lan sao con có biết tên của hoa lan không? Yeah. Mấy loại. Dạ không biết. Với loại không à? Nhỏ nhiều. Hỏi ông con biết không? Con hỏi ông đi. Nhìn thấy nó khác nhau là biết nè, ba loại. Bốn loại. Ba bốn. Bốn loại. Ba loại mà dễ trồng nhất là ta gọi là cái đăng rơm dung. Dạ. Giống như cây sậy vậy đó em, bông nó dễ trồng. Đúng rồi. Nó dễ cũng dễ bị bệnh. Thì mất cho ông giới thiệu. Giới thiệu lan luôn. Vô đây thì có thể là đây là cái lan hồ điệp thấy không? Dạ. Đó thì cái này ra bông rất nhiều, tức là vào cái dịp Tết. Nhưng mà cũng khó chăm sóc. Bao lâu nó mới ra bông một lần ông? Thì chế độ chăm sóc năm có thể hai lần, nhưng mà thường giờ này là nó tháng này là nó ra. Thấy không? Thấy cái em này cái chùm nhưng bông mà em cái này cũng... nó đang bị hư. Hư hả? Tại vì chú mới đi nước ngoài về cách đây 6-7 tháng là bỏ bê ở đây hư trơn. Thành ra về đây bây giờ chăm sóc lại. Bắt đầu còn làm cái lại. Cái này ta gọi là cái lan hoàng hậu mà bông nó rất to mà nó đẹp phải không? À. Nhưng mà nó cũng hơi mau tàn đây nè hoàng hậu bởi vì nó bông nó to to. Cát lê gia hay là hoàng hậu? Cát lê gia đó là hoàng hậu. Cát lê gia. Đó còn cái kia là điệp. Còn túc bên trong là cái lan thấy ở đây có nhiều cái cây lạ chú.
Ờ, tại vì cô đi đâu, cô đi tứ xứ tới đâu cô sưu tầm đem về hả? À, trôm đem về hoặc là mua đem về đi coi như là khắp xứ, khắp thế giới rồi. Thấy cái nào đẹp đẹp bà cấp kiểu về bà làm hả? À, nãy giờ thấy mấy cái bông, kể cả đi qua Thái Lan thấy có cái cọng bông súng mà đẹp của người ta nằm ở dưới sinh cọng đem về, bỏ chai nước suối đi máy bay về, đi máy bay luôn. Lấy về luôn bên Pháp bên Tây gì cũng có đủ thứ. Không, vô đây được có cái là thấy cái không gian mát quá. Dạ, mát quá. Phải cái khu này đó là bữa trước ấy nói là nếu mà mình làm cho mấy đứa nhỏ nó chăm cây luôn, làm giống như cái khu vườn ở quê á chú. Cái cất thêm cái mái chòi nhẹ 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 để cái bếp quê vô một cái nữa. Nhưng mà có cái võng. Nó hơi nhỏ quá chỗ dạ, này thành ra. Nó hơi nhỏ. Mà huy động nhiều cây quá bởi vậy quá nó thành ra nó đó, là đó, không có chỗ để mà trồng nữa, chỉ không? Chỉ còn mắt dõng trên mấy cái cái cây của đầu giờ này qua đầu kia được chừng một hai cái dõng đu đưa là... Bây giờ vừa làm cái dõng cho người ta nghĩ ta thư giãn mà vừa muốn cây trái nên nó, cái không gian này nó thiếu ra thành nó thiếu trầm trọng, hay không? Dạ, đó, không mà gì là đã quá trời rộng ở thành phố rồi đó chú ơi, gần 8,000 mét vuông. Ôi, 8,000. 8,000 khu này mà giữa là quận 1, xem như quận 1 của Cần Thơ vậy đó, nghe không? Dạ, yeah, wow. Giá trị bây giờ nó nhiều lắm. Ôi. Tính thành tiền nó nhiều lắm. Với lại mấy con cá này là ở ông ngoài đập búa thượng nguồn sông Mekong đúng không ấy? Nó tự mua, tự nuôi thôi mấy chục năm nay rồi. Chỉ cá tài tượng. Thượng nguồn lẫn con. Cá tài tượng nãy giờ ảnh quảng cáo, ảnh nói là 6-10 kg. Cũng có, tại nơi lâu quá. Có con lớn tuổi hơn này. Wow. Cá tra là có con lớn tuổi rồi, chú đã có những con còn thôi, chừng dài 3 con thôi. Nó sống lâu được vậy hả chú? Chừng 97 tới giờ. Yeah. Đó, thằng này sinh năm 2001, mà cá tra là có ở đây năm 97 tới giờ. Đó. Hả? 2010. Con 2010 hả? Quá đúng rồi, lộn là anh Lâm mà, trời ơi, lộn là anh cousin của nó bên... Cái cá tra mà cái dòng đời của nó ấy, cái con gì vậy, cái dây hả, dây gì hay là con gì vậy ta, dây, 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 hết dây. Hồn tưởng đâu có em rắn rít gì đây. Đây ở đây mà có nguyên một cái vùng xanh ở giữa lòng thành phố vậy là quá êm. Mà cô bà, tức là bà ngoại này nè, vợ bà xã chú nè, bà thích thích bà sưu tầm dữ lắm đi. Chú ta không thích chỗ này. Nóng nào giờ không thích chỗ này, không nhất là không thích cái kinh doanh nữa, phục vụ khách mình nào giờ không chú gốc thầy giáo mà đại học Cần Thơ không thích kinh doanh nữa, muốn về vườn, muốn về vườn thảnh thơi hơn hả chú? Ở chú là cái chuyên nghề của chú là đang kinh doanh quá chắc, công ty quá chắc. Ra cái này là cái sản phẩm là lời từ quá chất làm ra. Chứ không phải cái này để nuôi mình. Mà quá chất làm mấy chục năm nay. Từ quá chất là mới phục vụ như là... Mua được cái này mới mới làm cho cái này nó phát triển được. mà thôi thì coi như là mình có một cái khu vực mình vui chơi vậy thôi. Nhưng mà nói chung ấy, bây giờ giá trị này nhiều tiền lắm ạ. Trên 10 triệu đô. Yeah, wow. Nếu bán, tại mình tính cái mét vuông đây là trên 50 triệu mét vuông. Dạ, còn cái cơ sở vật chất của mình ở cái quận mà hạng nhất Cần Thơ rồi, giống như Sài Gòn quận nhất chứ. Đúng. Rồi vô là đâu có nổi đâu. Khu vực này giờ là ở đây chỉ có còn một, chẳng có hai. 8,000. Con tưởng đâu là tầm khoảng 3-4 mẫu gì, ai về 8 mẫu đất. 8,000 không? 8,000 mét vuông tức là 0,8 hecta. 0,8 hecta hay không? Tức là 0,8 gần mẫu. Gần 1 mẫu. Gần 1 mẫu thôi. Mình đứng đây mình chào hết luôn. Có ra bãi xe gì không? Dạ. Hay là ở đây luôn, kết thúc đây luôn. Chào. Ở đây cũng thấy có bãi xe nè. Đó. Hay là còn xe lớn, xe du lịch thiện ngoài anh, kia. Anh quay, đúng rồi. Nữa anh quay đi. Không, bữa nay đi như vậy thấy cũng... cũng vui ha nhỏ. Dạ. Mà nếu mà có dịp á, nếu mà có dịp thì chắc là chị cũng sẽ dẫn mấy em tới đây, mà nếu mà mấy em nhỏ tới đây là con phải dẫn đi giới thiệu nha. Dạ. Đó, để vợ dẫn cho mấy em coi mấy cái con thú mà như vậy nè. Dạ. Ha, rồi bây giờ là bạn giờ gì, bạn này tên gì, nếu mà vô tìm tên gì?
Dạ, tên Thành. Thành, Thành dẫn nha. Con của chủ quán hay gì? Dạ. Dạ. Rồi, rồi bây giờ dẫn cô ra cái đường ra bãi xe lại đi. Dạ. Nào đi ra đường nào. À, hỏi cái dịch vụ phòng cái luôn tên sao? Dạ. Ha. À. Ở đây mình có thể để được xe lớn không á chị? À, nói chung cũng có bãi đổ xe đầy đủ hết trơn ha, rất dạ. là tiện. Mát mẻ, không gian rộng rãi, mát mẻ. Nào để chị vô chị hỏi thử coi. Dạ. Sẵn rồi mình nay mình hỏi luôn. Để mai mốt sẵn có dịch vụ chị biết. À. Đây là mình cho phòng đơn hả chị? Dạ, phòng đơn mà ở hai chắc. À, ở phòng đơn hai khách cũng rất là yên tĩnh. Giá phòng thì là tùy ở trên trang cũng có đăng. Hồi nãy mình lên thử ở trên trang thì cũng có. Giá tầm bữa trước thì để coi coi. Hình như là mấy bé kia nó cũng có nghiên cứu tầm khoảng 400-450. Bữa nghe nói là 400-450, không biết phòng đơn hay phòng đôi. Mà hình như là nó cũng có cái chính sách để cho mỗi tuần, mỗi tháng hoặc là đông mau gì phải không ta? Có. À. Nói chung như mình ở đòn rồi mình ở lẻ nữa chị. Nó nhiều cái giá. Bữa trước nói chỗ này thấy êm quá trời. Thái ơi sao mà chị thấy dịch vụ cưng mà nó cũng full phòng hết trơn à? Dạ, bữa nay cũng full phòng nè. Tại vì có mấy phòng này là mới dọn sạch xong luôn đó. À. Nó nói full hết trơn à chị. Chỉ có là mấy cái bữa ngày trong tuần á, chứ cuối tuần là đông lắm. À, bữa nay mình đi cũng rất là nhiều điểm hả nhỏ? Dạ. Dạ, chị thấy là đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng nè. Và chắc là sẽ có dịp quay lại với quán này. Mà giờ thôi chị em mình sẽ tạm biệt ở đây nha. Mình sẽ cà phê sau nữa. Dạ, tạm biệt. Rồi, ok, bye bye bé. Đi qua luôn nha. Rồi.